các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cách pha trà hồng sâm Pochon Hyolim Hàn Quốc đúng cách để làm sao cho chúng ta vừa tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại mà còn vừa giữ được hương vị của nó. À, thưa bạn, trong các video trước thì Kiều Anh đã giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm trà hồng sâm Pochon Hyolim đến từ Hàn Quốc ở đây là một trong những sản phẩm không chỉ giúp cho hệ thần kinh của chúng ta được uh, thoải mái hơn khiến cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon hơn đồng thời nó còn tăng sức đề kháng uh, tăng cường sức khỏe cho người sử dụng cũng như là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh ở người cao tuổi chính vì vậy dòng sản phẩm này là một trong những sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay À, tuy nhiên trên thực tế thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc với Kiều Anh rằng là vậy sản phẩm này thì nên dùng như thế nào để hiệu quả nhất Cũng như là thời điểm nào thích hợp nhất để sử dụng sản phẩm này Thì trong video ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giải thích kỹ hơn à, Với dòng sản phẩm trà hồng sâm Hyolin 100 gói như thế này à, Thì với thiết kế khá là nhỏ gọn à, Với một hộp bên trong như thế này thì sẽ có 100 gói như trên tay Kiều Anh đây À, và với một gói trà sâm như thế này thì uh, mỗi lần chúng ta có thể sử dụng từ 1 cho đến 2 gói như này. Uh, tuy nhiên Kiều anh khuyên rằng um, với việc là chúng ta sử dụng với một cốc nước nóng thì uh, chỉ cần một gói như thế này là đủ rồi và mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống từ 2 cho đến là 3 lần. Thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng sản phẩm này Ờ, nếu như vào buổi sáng thì thời điểm tốt nhất đó chính là chúng ta nên uống vào khi mà bụng rỗng và trước khi ăn sáng bởi vì thời điểm này thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta hấp thu tốt nhất các dưỡng chất mà dòng sản phẩm trà hồng sâm này mang lại. Còn nếu như các bạn uống vào buổi trưa thì chúng ta có thể uống vào trước khi ăn bởi vì dù là thời điểm nào thì khi mà để hấp thu được tốt nhất dòng sản phẩm này thì chúng ta cũng nên uống vào lúc mà bụng còn rỗng và vào buổi tối thì chúng ta cũng sẽ uống trước khi ăn. Và với dòng sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ khiến cho chúng ta được ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Đồng thời là các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, với việc một ngày uống 3 lần như thế này thì chúng ta hãy pha với khoảng 100-200ml nước ấm hoặc là nước lạnh. Tuy nhiên để mà có thể là để cho sản phẩm này hòa tan được hết đồng thời là uh, hấp thu tốt nhất thì chúng ta nên pha với nước ấm bởi vì như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho người dùng và quan trọng với dòng sản phẩm này thì chúng ta không nên pha quá loãng bởi vì như vậy thì vừa khiến cho dòng sản phẩm trà sâm này mất đi hương vị vốn có của nó mà còn khiến cho hương vị bị nhạt đi đồng thời là uh, khiến cho chúng ta là cảm thấy không ngon miệng uh, và với dòng sản phẩm trà hồng sâm này thì chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi thế nên là trong quá trình khi mà chúng ta dùng đối với những người mà có thể trạng yếu kém thường xuyên mất ăn mất ngủ thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm này nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn à, nó sẽ cung cấp các hợp chất quan trọng để cơ thể của chúng ta hấp thu được tốt nhất từ thức ăn à, quan trọng hơn là sẽ khiến cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon hơn, cải thiện tình trạng sức khỏe của chúng ta đối với người cao tuổi khi mà gặp tình trạng mất ngủ thì khi mà sử dụng sản phẩm trà hồng sâm potion hyolim này nó cũng sẽ khiến cho người cao tuổi cảm thấy là ngủ ngon hơn đồng thời là ổn định hệ thần kinh cho chúng ta cũng như việc là khi mà sử dụng sản phẩm trà hồng sâm này nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, đồng thời là ngăn ngừa một số căn bệnh xảy đến với chúng ta, chẳng hạn như là cảm cúm, ốm vặt, sốt hay là ho. Và với sản phẩm trà hồng sâm này thì sẽ phù hợp cho những người có thể trạng yếu kém, ở người cao tuổi hay những người vừa mới ốm dậy hay đang trong quá trình ốm. Bởi vì nó không chỉ là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà nó còn tăng cường sức đề kháng khiến cho cơ thể của chúng ta phòng chống lại một số căn bệnh như Kiều Anh vừa kể trên. Tuy nhiên thì các bạn hãy cũng nhớ cho Kiều Anh rằng trong quá trình sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống tập luyện thể dục thể thao lành mạnh. Như vậy thì cơ thể của chúng ta mới hoàn toàn khỏe mạnh cũng như là được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất và khi chúng ta bóc đã bóc sản phẩm này ra để sử dụng thì hãy nhớ giúp Kiều anh rằng là chúng ta nên bảo quản sản phẩm này ở nơi khô ráo thoáng mát với nhiệt độ từ 25 cho đến là 30 độ C và tránh để ở những nơi ẩm mốc hay là ẩm ướt bởi vì như vậy thì nó sẽ có thể là ảnh hưởng đến sản phẩm này cũng như là khiến cho quá trình chúng ta sử dụng sẽ không được thơm ngon như ban đầu nữa và kiều anh xin nhắc lại một lần nữa đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng sản phẩm trà hồng sâm này đó chính là vào buổi sáng buổi trưa và buổi tối khi mà bụng chúng ta còn đang rỗng bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể hấp thu được hết những dưỡng chất này mang lại và hãy nhớ rằng chúng ta pha với nước ấm thì sẽ tốt hơn bởi vì như vậy thì sẽ hấp thu được hết những dưỡng chất của nó và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết cách làm sao để pha trà hồng sâm để chúng ta là à, tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại. Để mua được dòng sản phẩm trà hồng sâm chính hãng đến từ Hàn Quốc thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm trà hồng sâm Potion Healing này hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại hà nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm trà hồng sâm hyaline này và hy vọng thông tin ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau